Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, tiếp nối về đề tài về tín dụng mùa COVID-19, Tạp chí Ngân hàng tuần này sẽ cùng quý vị tiếp tục tìm hiểu trong một khía cạnh khác với chủ đề giảm lãi suất vẫn chưa đạt kỳ vọng của doanh nghiệp. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, sau đợt điều chỉnh giảm đồng loạt vào ngày 13 tháng 5 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đến đầu tháng 6 thì đã có ngân hàng lại giảm tiếp lãi suất tiết kiệm. Không chỉ ở các ngân hàng thương mại, mà ngay cả nhóm ngân hàng Big Four cũng giảm mạnh lãi suất ở nhiều kỳ hạn. Hiện nay thì các ngân hàng phổ biến niêm yết lãi suất kỳ hạn ngắn với quanh mức 4% một năm, thậm chí có những nhà băng chỉ chào với mức 3,8% một năm. Ghi nhận trên thị trường cho thấy, bốn ông lớn ngân hàng thương mại nhà nước là Agribank, Vietinbank, BIDV và Vietcombank chiếm tới 50% tổng tiền gửi trên hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đều có sự điều chỉnh giảm lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm kể từ tháng 6. Cụ thể, ngân hàng Agribank điều chỉnh giảm lãi suất tất cả các kỳ hạn trong khoảng từ 0,1 đến 0,45% một năm. Biểu lãi suất tiết kiệm ngân hàng Agribank nằm trong khoảng từ 4% đến 6,5% một năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank điều chỉnh giảm lãi suất từ 0,1 đến 0,45 điểm phần trăm so với năm 2020. Chẳng hạn, kỳ hạn từ 3 đến dưới 6 tháng là 4,25% một năm, từ 6 tháng trở lên đến 9 tháng giảm về mức 4,9% một năm và kỳ hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng chỉ còn 5,1% một năm. Vietcombank điều chỉnh giảm lãi suất 0,25% một năm, lãi suất kỳ hạn 3 tháng còn 4,25% một năm, giảm 0,1% một năm lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng xuống 4% một năm, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn khác giữ nguyên. Tương tự, BIDV chỉ giữ nguyên lãi suất kỳ hạn 9 tháng ở mức 5,1% một năm, các kỳ hạn còn lại điều chỉnh giảm từ 0,2 đến 0,5% một năm so với tháng trước. Cụ thể, các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 2 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất là 4% một năm, giảm 0,3 điểm phần trăm so với thời điểm đầu tháng năm 2020. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng và 5 tháng được điều chỉnh giảm khá sâu so với các kỳ hạn xuống còn 4,25% một năm, tức giảm 0,45 điểm phần trăm so với biểu lãi suất đầu tháng 5. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng giảm nhẹ 0,2 điểm phần trăm so với đầu tháng 5, xuống còn 4,9% một năm. Riêng tiền gửi kỳ hạn 9 tháng được ngân hàng BIDV giữ nguyên mức lãi suất áp dụng là 5,1% một năm. Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn kéo dài từ 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng, được ngân hàng BIDV ấn định chung mức lãi suất là 6,5% một năm. Các ngân hàng thương mại cũng tham gia cuộc đua lãi suất huy động lần này, như Techcombank giảm lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng 0,1% một năm, còn 5,2% một năm, nhưng lại tăng 0,1 đến 0,4% ở các kỳ hạn khác. Chẳng hạn, lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng ở mức 3,4% một năm, 6 tháng là 5,4% một năm, 24 tháng lên 5,3% một năm. Lãi suất huy động tiền đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt giảm nhẹ 0,05 đến 0,1% một năm. Các kỳ hạn dưới 6 tháng còn 4,2% một năm, 6 tháng còn 6,9% một năm và 12 tháng là 7,3% một năm. Mặc dù vẫn giữ mức lãi suất cao nhất 8,4% một năm ở kỳ hạn 13 tháng, Eximbank vẫn điều chỉnh giảm lãi suất ở các kỳ hạn 6 tháng còn 5,6% một năm, 12 tháng còn 7,2% một năm. Hiện nay, lãi suất từ 6 tháng cho đến 11 tháng phổ biến ở mức 5,1 đến 6,6% một năm, trong khi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,6 đến 7,4% một năm. Ngoài ra, nếu như vài tháng trước, có một số ngân hàng chào lãi suất từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tới mức 7,5 đến 8% một năm, thì hiện nay không còn, các mức lãi suất hơn 8% cũng hiếm xuất hiện. Nếu có thì chỉ áp dụng cho những khoản tiền gửi rất lớn từ hàng chục tới hàng trăm tỷ đồng. Theo các ngân hàng, việc điều chỉnh giảm lãi suất huy động là để tiết giảm chi phí và có thêm điều kiện để hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, theo chia sẻ của các doanh nghiệp thì những biện pháp như giãn nợ, khoanh nợ mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của các doanh nghiệp hiện nay, trong khi ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp là rất sâu và kéo dài. Không chỉ vậy, hậu COVID-19, các doanh nghiệp phải tái hoạt động sản xuất kinh doanh để tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, nguồn vốn hiện nay bị cạn kiệt do ảnh hưởng của dịch. Nhiều doanh nghiệp cho biết hiện nay lãi suất vẫn chỉ giảm nhỏ giọt so với mức hấp thụ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp này đang có những đơn hàng mới, chuẩn bị tái hoạt động sản xuất sau giai đoạn COVID-19 để có nguyên liệu sản xuất và trả các khoản chi phí thuê nhân công, máy móc thiết bị, nhà xưởng. Đại diện doanh nghiệp cho biết cũng đã tiếp cận một số ngân hàng để xin được vay vốn ưu đãi. Tuy nhiên, đại diện doanh nghiệp cho biết mức lãi vay ưu đãi cũng chỉ giảm nhỏ giọt.
chưa thấm vào đâu so với những khó khăn mà doanh nghiệp đang phải gánh. Lãi suất vay vốn Việt Nam đồng hiện nay, doanh nghiệp đang vay với mức 6% cho kỳ hạn 3 tháng và 4-5% cho vay lãi suất bằng đô la Mỹ. Mặc dù doanh nghiệp có đề xuất xin giảm thêm, nhưng phía ngân hàng cho biết đây là mức lãi suất ưu đãi rồi và không thể giảm thêm. Như nó không có rõ ràng đó. Chỉ như tùy từng cơ quan mà từng cái hàng nó có những cái ứng xử khác nhau. Cũng như bây giờ ở đây mình có là vấn đề tại sao giảm không giảm. Nói thì cái lãi suất này là thấp rồi, không thể giảm được nữa. Thì bản thân doanh nghiệp vừa rồi bị là cũng thực sự có những khách hàng mới của châu Âu này họ lừa giá rất là sát. Nếu bình thường có thể chúng ta không làm, nhưng mà rõ ràng nếu chúng ta không làm á thì chúng ta sẽ mất đi những đơn hàng này, thì chắc chắn là nhà máy không hoạt động được, thì công nhân cũng phải xem cái gì. Cho nên công ty cũng phải xác định cái quan điểm hôm nay không có lãi, nhưng mà trước tiên là sẽ giảm đồ, tức là làm sao đủ cái chi phí trả cho lương công nhân. Không chỉ riêng doanh nghiệp này mà hiện nay cũng có nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu thốn, chờ đợi nguồn vốn vay ưu đãi để tái hoạt động sau dịch. Dù các ngân hàng liên tục triển khai nhiều chương trình hỗ trợ vay vốn, thậm chí đến nơi tư vấn cho doanh nghiệp, nhưng trên thực tế nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn phải chờ đợi để hưởng lãi suất ưu đãi. Các cái hỗ trợ về tín dụng thì riêng về cái lãi suất tín dụng thì ngân hàng hiện nay có giảm, nhưng việc giảm nó rất là nhỏ giọt và không đáng kể. Thường là các ngân hàng đang giảm từ 0,5% cho tới 1%, bởi vì đây cũng là một vấn đề mà doanh nghiệp đang mong muốn sự cái lãi suất của ngân hàng sẽ phải giảm cao hơn và đưa về cái mức là ưu đãi là 5% thì đối với doanh nghiệp là tốt và có thể là khắc phục được những cái khó khăn về vấn đề tài chính. Chi phí mặt bằng, nhà xưởng, nhân công, nguồn nguyên liệu đã khiến cho các doanh nghiệp gồng mình chi trả để vượt qua giai đoạn dịch bệnh. Trong đó chi phí lãi vay là gánh nặng không nhỏ với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Không thể phủ nhận rằng thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 như giãn nợ, khoanh nợ, giảm thuế. Tuy nhiên, giảm lãi suất vẫn dường như còn xa với các doanh nghiệp. Những điều kiện mà để ngân hàng người ta tín nhiệm và cho vay với lãi suất ưu đãi là có. Rồi cái thứ ba nữa, các doanh nghiệp phải làm chứng tỏ hồ sơ để chúng ta mình thuộc cái diện sẽ được ưu đãi vay với cái lãi suất thấp như thế. Cũng rất khó, nó cũng hơi phiền phức. Thực ra là các doanh nghiệp chúng ta thì có một cái hạn chế là cái vốn tự có nó ít. Ở đây nó có thường là những cái doanh nghiệp chúng ta là có chừng 30 đến tối đa là 40% vốn tự có thôi, còn lại là chủ yếu là 60 đến 70% là vốn vay. Do đó cái lãi suất ngân hàng chính là cái chi phí rất là lớn trong cái chi phí của doanh nghiệp. Do đó khi mà giảm cái lãi này xuống thì doanh nghiệp đỡ ghê lắm. Và đặc biệt là những chi phí để tạo sự khác biệt trong sản phẩm của mình thì doanh nghiệp phải có một sự đầu tư rất là thích đáng, nhất là chi phí trong đầu tư về R&D là công tác nghiên cứu và phát triển. Thì các loại chi phí này là doanh nghiệp đang nỗ lực để tập trung tạo một sự khác biệt để thu hút khách hàng về phía bên mình. Đặc biệt là những doanh nghiệp xuất khẩu thì càng quan trọng hơn cái vấn đề này nữa. Thì hiện nay là lãi suất ngân hàng thì theo tôi nhận định thì vẫn còn khá cao, nhất là trong cái tình hình hiện nay. Cho nên là nếu như mà giảm được thì cũng là một cách để giúp cho doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong một cái bối cảnh gọi là trạng thái bình thường mới. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 5 tháng qua, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 26.000 doanh nghiệp, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước. 16.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 14,5%. Gần 6.100 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Như vậy, trung bình mỗi ngày cả nước có 324 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn chờ làm thủ tục giải thể hoặc hoàn tất thủ tục giải thể. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện có 20 tổ chức tín dụng chiếm khoảng 75% tổng dư nợ cho vay của nền kinh tế, đã giảm tối thiểu 2 điểm phần trăm lãi suất cho vay so với thời điểm trước khi có dịch. Điều này cũng giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, so với những tác động kép từ dịch gây ra thì mức lãi suất giảm với các doanh nghiệp cũng không đáng kể. Các doanh nghiệp cho rằng sự hỗ trợ của các ngân hàng thương mại vẫn còn khiêm tốn, lãi suất cần phải thấp hơn nữa. Có thể thấy nếu so mức lãi suất trong năm 2019, lãi suất hiện nay chủ yếu giảm ở các lĩnh vực ưu tiên, song mức lãi suất cho vay ở các lĩnh vực khác vẫn còn khá cao so với kỳ vọng của doanh nghiệp. Điều này là dễ hiểu bởi sức chống chịu cũng như khả năng sinh lời của doanh nghiệp đã yếu đi nhiều sau dịch bệnh.
Vì thế, nhiều doanh nghiệp kiến nghị mặt bằng cho vay ở mức 4-5% với tiền đồng và 2-3% với vay đô la Mỹ. Đây cũng chính là kỳ vọng của các doanh nghiệp hiện nay. Còn vừa rồi có giảm 1,5-2% thì và tiến tới này sẽ có giảm tiếp. Thì cái đó là rất kịp thời và rất tốt cho doanh nghiệp. Nhưng mà ở đây thì cũng chưa phải là các ngân hàng là họ cắt tiền lời, họ cắt các chi phí để họ giảm hoặc đầu vào họ giảm. Thì đầu ra cho doanh nghiệp thì cũng giảm. Thì nó tôi nghĩ nhưng mà chúng tôi có kiến nghị thêm trong cái lúc mà khó khăn như thế này là đợi chúng ta đã đẩy cái đầu tư công lên. Rồi còn lại thì các doanh nghiệp thì cũng không có sử dụng đồng tiền nhiều. Tôi nghĩ là cái tiền nhàn rỗi trong dân và trong ngân hàng còn nhiều. Và phải nên xuống theo như đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chính phủ chỉ đạo là khoảng lãi suất khoảng 4-5% thế nào. Nó cho giai đoạn để là có thể là hiện nay do là ngân hàng huy động vốn ngoại tệ hiện nay là 0%. Cho nên hiện nay họ cho vay 4-5% thì thực sự đi so sánh đó, họ lầu vào 0% cho vay 4-5% vẫn cao. Tôi nghĩ thứ nhất Ngân hàng Nhà nước trong giai đoạn này nói với những ngân hàng xuất khẩu lên là cho họ vay ngoại tệ, đồng thời cái vay ngoại tệ có thể cho giảm xuống cái lãi suất. Tại vì vốn huy động là 0%. Cho nên dĩ nhiên có thể ngân hàng có làm buộc doanh nghiệp khi mà họ có ngoại tệ trở về họ phải bắt buộc bán cho ngân hàng. Để nếu điều kiện anh được hưởng cái lãi suất ưu đãi đầy, anh số ngoại tệ anh buộc lòng phải bán ngân hàng, cái đó tạo sự công bằng với nhau. Tức là không phải một chiều chỉ doanh nghiệp được hưởng mà cả ngân hàng được. Đó là tôi bán hàng xong tôi sẽ bán lại ngoại tệ cho ngân hàng. Thì ngân hàng ưu đãi tôi cho hưởng cái lãi suất ở 2% là vừa. Nếu chúng ta mở ra một cái gói mà với lãi suất thấp là ủng hộ doanh nghiệp rất là mừng. Vừa rồi Thủ tướng Chính phủ cũng muốn ngân hàng nghiên cứu lại, đề nghị giảm cái lãi suất cho vay nó hạ xuống nữa để hỗ trợ cho các doanh nghiệp người ta tiếp cận được vốn, người ta phục hồi. Chúng tôi thấy là nếu mà lãi suất bây giờ mà cho doanh nghiệp vay cỡ 4% trở lại trong lãi vay ngắn hạn và từ 6-7% vốn trung dài hạn thì là doanh nghiệp người ta sẽ tiếp cận được vốn và người ta hoạt động có lợi hơn. Chứ vào thời điểm này thì doanh nghiệp khó mà có lời. Do đó các cái gói tài chính khác mà khi doanh nghiệp người ta không có lãi thì rất rất khó. Người ta cũng vay cũng khó mà người ta đóng thuế nhà nước cũng khó. Nhiều doanh nghiệp đã và đang triển khai thủ tục để được hưởng các chính sách hỗ trợ, chủ động làm việc với ngân hàng, đề xuất giãn trả nợ gốc và giảm lãi suất vay vốn từ nay đến hết năm. Tuy nhiên, mỗi ngân hàng lại có chính sách khác nhau, mức giảm lãi suất cũng khác nhau tùy từng doanh nghiệp, không có sự thống nhất để áp dụng chung cho tất cả các đối tượng doanh nghiệp. Vì thế, trong thời gian tới, hạ thêm lãi suất và đồng bộ cho các doanh nghiệp là điều cần thiết, tránh trường hợp lãi suất thấp chỉ hỗ trợ cho vài doanh nghiệp lớn, còn doanh nghiệp vừa và nhỏ thì không được giảm. Trong thời gian 3 tháng gần đây, đặc biệt là trong cái tháng mà tạm gọi là nới lỏng cái chuyện giãn cách xã hội để các doanh nghiệp hoạt động bình thường trở lại, thì các doanh nghiệp vẫn đang kêu ca, vẫn đang rên rất là nhiều, vẫn đang gặp khó khăn rất là nhiều. Thì ít nhất là từ giờ đến cuối năm thì cũng nên giảm một cái lượng lớn nữa. Thí dụ như giảm thêm ít nhất là 0.5%. Còn nếu như tốt thì từ 1-2% nữa. Có nghĩa là cái biên độ mà là so với năm 2019 và 2018 thì nên giảm từ 2-3% so với cái mức lãi suất mà của ngân hàng đó đang áp dụng với tất cả các loại hình doanh nghiệp. Thì cái nền kinh tế của chúng ta mới có sự phục hồi và cân bằng, cũng như là có cơ hội để phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình với những cái đối tác của nước ngoài thì nó hợp lý hơn. Để giải quyết vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất các tổ chức tín dụng có thể ban hành bộ câu hỏi và trả lời các trường hợp cụ thể được phản ánh từ chi nhánh, phòng giao dịch và hội sở trả lời rồi áp dụng trong hệ thống. Các chính sách hỗ trợ cần được thực thi hiệu quả, đúng đối tượng và vẫn đảm bảo an toàn tín dụng, hạn chế rủi ro nợ xấu. Đến đây thì chương trình tạp chí ngân hàng tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Quý khán giả đừng quên có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn và liên tục cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.